Thế mà điều gì đến, nó đã đến. Sau một ca phẫu thuật, tôi không còn được như trước nữa. Tôi đang là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, thì giờ đây khuôn mặt trở lên biến dạng và tất cả như sụp đổ trước mắt. Trở về nhà, đối diện với chính mình, đối diện với bốn bức tường, thì lúc này tôi cảm thấy mình, cuộc đời mình không may mắn. Mọi thứ dường như nó sụp đổ trước mắt. Lúc này thì tôi nhớ về gia đình, nhớ về những đứa con của mình và nhớ về cha mẹ. Tôi còn nhớ bài thơ mà bố tôi viết cho tôi. Bố tôi viết như thế này: cha mẹ thương con đầy vơi, Bắc Nam cách trở xa xôi ngàn trùng, thương con chẳng được ở cùng, ngọt bùi chia sẻ cùng chung vui buồn. Và chính từ những tình thương, từ những lời dạy của cha mẹ, tôi đã một lần nữa tôi đứng lên và tôi tiếp tục cái công việc của mình. Nhưng dường như nó không còn sức lực và tôi thấy cái công việc này nó không còn phù hợp. Tôi cảm thấy mình rất là hoang mang. Làm gì đây để có thể mà có tiền no cho con cái, để cùng giúp cho cha mẹ. Và rồi tôi luôn đi tìm một cái cơ hội, một cái công việc khác. Nhưng cuộc sống thì thực sự nó rất là khó khăn. Và thường thì nhà không đọc báo, và rất là tình cờ tôi đã đọc được một thông tin tuyển dụng. Và sau đó tôi đã liên lạc. Sau khi mà được nghe tư vấn về cái công việc của Onsen, cảm thấy nó rất là phù hợp với mình. Và vậy là tôi nắm bắt ngay. Khi trở về nhà thì tôi cảm thấy mình rất là vui mừng khi là tôi đã tìm được một cái công việc như mình mong muốn. Nhưng cái khó khăn đầu tiên đó là tôi gặp được cái sự phản đối từ gia đình, từ cha mẹ, từ anh chị em và đặc biệt là chồng tôi. Nhưng mà tôi lại rất là tin vào công việc của mình. Chính vì vậy mà tôi tiếp tục, tôi nỗ lực và tôi làm mọi cách để phát triển cái công việc của mình. Tôi thường xuyên đi tỉnh, tôi thường xuyên đi để chia sẻ về cái công việc của mình. Và tôi rất là nỗ lực. Ở trong suốt một cái quá trình rất là dài, tôi cũng không đạt được cái thành công như là cái mong muốn của mình. Cho tới khi mà tôi nắm bắt được cái công nghệ, đặc biệt là cái phương pháp kinh doanh online. Và từ đó công việc của tôi hoàn toàn thay đổi. Tôi đã chinh phục được các cái...